xin gửi tới quý vị bài viết về sự việc nhà hát lớn cắt điện. Cắt điện là để không làm vấy bẩn mùa thu Hà Nội. So với việc diễn vừa rồi mới phát hiện như ở Lâm Đồng hay thẳng thừng từ chối như ở Hải Phòng, Huế và Hưng Yên, thì cách Khánh Ly bị tạm hoãn buổi biểu diễn ở Hà Nội vừa qua khiến cho chúng ta khoái hơn rất nhiều. Bởi chúng ta đã được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau và nhiều kẻ cũng như vậy. Đối với nhiều người, để Khánh Ly cất giọng hát ở thủ đô là điều không thể chấp nhận được. Nhất là Khánh Ly vẫn lải nhải những thứ âm nhạc ca từ đầy chất ngụy. Chúng ta không đánh người chạy lại, nhưng chúng ta không chấp nhận kẻ chạy đi, nhưng giả vờ chạy lại. Nhiều người tỏ ra thất vọng khi Khánh Ly vẫn được hát, nhưng cảm xúc chúng ta khi chạm đáy lại vọt lên cao, vỡ òa trong cảm xúc khi đêm nhạc đó tạm hoãn vì lý do kiểm tra điện, kiểm tra an toàn. Nếu như thông báo hoãn luôn từ đầu thì đâu có được cái cảm giác sung sướng đến như vậy, cứ như trượt đại học rồi lại được báo đỗ. Cái sung sướng thứ hai, nhân đôi hạnh phúc khi nhiều kẻ tỏ ra hậm hực, tức tối. Chúng mong chờ lời ca của Ba Que vang lên hai từ nội chiến, cất ngay giữa trung tâm chính trị Hà Nội. Từ cá nhân đám phản động cho đến các đài như BBC, VOA, RFA đều lên tiếng cho rằng chính quyền Hà Nội chơi không đẹp. Giống như xem một trận bóng đá, đôi lúc khán giả cần kết quả chứ không cần xem trình diễn, nhất là khi đó là đám phản động và Ba Que. Trong khi ở bờ hồ, Tuấn Hưng sau khi bị tạm dừng và bị phạt 12,5 triệu đồng, sau đó Tuấn Hưng xin giấy phép và tổ chức lại, thì có rất nhiều khán giả đến để cổ vũ. Với sự đảm bảo an ninh, an toàn của chính quyền và lực lượng chức năng, rồi ai cũng biết đây là thời điểm thích hợp nhất và không thể thích hợp hơn để kiểm tra hệ thống điện lưới, kiểm tra an toàn của nhà hát lớn. Kẻ nào chê thì cứ chê, chứ chúng tôi thì hoan nghênh. Chúng ta không việc gì phải chơi đẹp với những người chơi xấu, hát thêm bài, hát thách thức dư luận và cả chính quyền. Nếu thực sự muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn nếu không muốn thì người ta sẽ tìm lý do. Một lý do rất hợp lý, một lý do bất khả kháng. Và qua sự việc cắt điện và Khánh Ly không được biểu diễn tại nhà hát lớn thì có rất nhiều các cái bình luận. Và bây giờ tôi sẽ đọc cho mọi người. Đối với những kẻ phản động lợi dụng lòng vị tha, bao dung của các cấp lãnh đạo nhà nước mà âm thầm hoặc công khai chống phá đảng, nhà nước thì đáng bị giáng đòn sấm sét. Vài ba lần đều dở trò truyền thông chống phá nên tẩy chay và cấm nhập cảnh vĩnh viễn với bà ta. Bọn nó cứ sống trong ảo tưởng, đòi làm loạn. Bọn nó đang đợi để buổi sau biểu diễn xiếc thú thành công thì bắt đầu xuyên tạc. Mấy đứa chúng nó ung thư não hết rồi nên hạn hẹp về suy nghĩ, chỉ thấy tội cho một tinh tinh già đem ra làm trò. Quả này bà ta về tha hồ nghe chửi, cái bọn bán nước lợi thân mà dám đú chen với một dân tộc đánh bại hai cường quốc đến xâm lăng. Chúng ta biết bản chất chống cộng của Khánh Ly chưa hề thay đổi, nhưng vẫn cho về để cái kim sớm lòi ra, để người dân Việt Nam sớm nhận ra và tẩy chay bà ta. Nếu như làm triệt để ngay từ đầu, khi bọn chúng xâm nhập vào đất nước chúng ta, thì chúng nó đã không có vé khứ hồi rồi. Từ trước đến nay chưa bao giờ thích nghe Khánh Ly hát, giờ còn nghe hải ngoại lải nhải, thiếu gì âm thanh hay ho hơn như mèo kêu chẳng hạn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, loại cố đấm ăn xôi là phải dùng biện pháp mạnh để cho con này hát làm ô uế Hà Nội. Một phần nào đó nhà nước ta rộng lượng, riêng con mụ này hát trên đất nước Việt Nam, ta dù ở đâu tôi đều phản đối kịch liệt. Kẻ phản bội con chó cái già, tiêu đề hay quá, cắt điện không để làm vấy bẩn mùa thu Hà Nội. Mấy năm gần đây nhiều người cứ ca ngợi dòng nhạc bồ lế rồ hay bolero gì đó, thực tế nó là nhạc vàng. Không thèm từ chối dùng biện pháp dừng để sửa chữa điện, chưa biết khi nào mới có lại, làm đúng lắm. Những kẻ chống phá đất nước luôn phải được dạy dỗ, đã về kiếm cơm vì đói mà còn không biết điều, đuổi cút xéo luôn. Cần tẩy chay mạnh như thành phố Hoa Phượng Đỏ từ chối, chỉ những kẻ phản động mới cho Khánh Ly hát ở Việt Nam. Ba Que mặt dày kinh, đuổi như tà mà vẫn hát với họ được. Dẫn chương trình Phan Anh mới chịu cơ. Giờ bên Mỹ hát cho ai nghe, bọn mọi già thì còn mấy đứa.
Bọn mọi trẻ nó không thèm nghe rồi nên phải tìm về Việt Nam kiếm ăn thôi. Hà Nội quá văn minh và lịch sự, đáng lẽ với thành phần này phải từ chối và thẳng thừng. Gào cái bài 20 năm nội chiến là cho mày ăn luôn. Công nhận mụ già này dày mặt thật, không biết nhục là gì. Cấm diễn là nhân dân ủng hộ, cứ làm mạnh tay như Hải Phòng hay Hưng Yên. Ba cái dòng nhạc, tạp chủng nghe chả hứng gì. Con mẹ Ni cho về Việt Nam làm chi? Cho bọn này hát chả khác gì. Chắc gì mấy bà biết mùa thu Hà Nội như thế nào. Nhà hát lớn Hà Nội là nơi tổ chức các chương trình âm nhạc và các sự kiện của nhà nước, chứ đâu phải để dành cho bọn phản động ba que đứng ở đó để hát bố láo đâu. Nên cấm cửa luôn, không cho hát hò gì cả. Đúng vậy, thậm chí có những kẻ không xứng đặt chân tới thủ đô ngàn năm văn hiến, chứ đừng nói tới hát những bài hát làm rát tai khán giả, làm ô danh văn hóa Việt Nam ta. Về nước kiếm tiền của đồng bào, sau đó ra nước ngoài lại chõ mõm về chửi đồng bào. Tốt nhất đừng có về. Một kẻ chống cộng về nước kiếm ăn kèm theo một lũ cơ hội bám ăn theo. Bọn ca sĩ hết thời mắc bệnh lú lẫn, cứ tưởng mình là ngôi sao đang lên. Không có điện để biểu diễn là cái lý do không làm bẽ mặt Khánh Ly. Chúng tôi muốn Bộ Văn hóa đừng cho những loại ca sĩ như bà ta và tất cả các ca sĩ được đào tạo trong nước rồi trốn ra nước ngoài nói xấu chế độ. Bây giờ hết thời không kiếm ăn được nữa, lại vác cái mặt trơ trẽn về Việt Nam kiếm ăn. Loại người đã hai lần chối bỏ quê hương 1954 và 1975 thì đừng vác mặt về nữa, cút về bên kia cho rảnh. Thu Hà Nội không chứa kẻ phản quốc, đất Hà Thành không chứa kẻ đã từng cắn lại quê hương. Đồng ý không cần chơi đẹp với đứa chơi xấu. Cắt luôn đi, đang mùa mưa bão bà con khốn khổ cần tiết kiệm điện, giúp bà con. Loại này làm gì có quê hương tổ quốc chứ. Thời nào cũng chỉ kiếm tiền rồi phản bội lại nhân dân tổ quốc thôi. Mong tất cả các nhà hát sân khấu trên cả nước đăng xuất với con mụ Khánh Ly mới là hồ ly tinh. Vì bản chất của con mụ này là châm cháo, cháo trở trơ trẽn phản bội lại tổ quốc và nhân dân. Bây giờ ở bên Mẽo, mụ đói xin về hát để kiếm tiền, mua gói mì. Nhưng về Mẽo thì mụ ta lại hồ ly tinh, cút xéo khỏi Việt Nam, về xứ bông cầy chui gầm bàn mà gặm xương. Chị Ly, Việt Nam rất trọng tình người, về thăm gia đình, em nghĩ là được, chứ đừng về làm tâm lý chiến. Cút về Cali, giờ người trẻ hát hay rất nhiều, như nước biển Đông Ý, Ly nhé. Nhà nước mình xử lý như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi, còn đối với kẻ xấu xa chợ búa như Khánh Ly, đáng tội được xơi kẹo đồng. Chỉ chơi đẹp với những người chính nghĩa, còn ba que thì chơi thế này mới khoái. Hà Nội ơi, ưng cái bụng tao lắm, hát có ai nghe đâu mà hát. Ở đâu có Khánh Ly, ở đó có Cắt Điện. Cần mạnh tay với bọn này vì chúng núp bóng nghệ thuật, gieo rắc tư tưởng phản động, chống phá nhà nước. Nếu có lòng tự trọng, có liêm sỉ phải hiểu điều đó. Hỡi những kẻ phản quốc đừng ảo tưởng nữa, mặt dày quá rồi. Đúng là làm sao cứ phải chơi đẹp với kẻ đã chơi xấu. Éo hiểu sao lại cứ phải mời đám ô hợp này. Đối với bọn phản động không thể tha thứ, dù chúng ở bất kỳ nơi đâu, kẻ nào tiếp tay cũng phải bị trừng trị. Đề nghị không cho Khánh Ly và con cáo già phản động nhập cảnh vào Việt Nam. Âm mưu của mụ ta về Việt Nam là tìm cách chống phá chính quyền, chứ hát hò gì ở tuổi gần đất xa trời này. Mụ này hát cho súc vật nghe chứ người không nghe. Yêu giọng hát Khánh Ly và để một con người chửi chế độ, chửi dân tộc hát giữa thủ đô là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bà ấy vĩnh viễn không xứng đáng hát ở thủ đô. Khánh Ly là người đàn bà lòng dạ luôn cháo trở. Tiêu đề một bài báo mà tôi đọc lúc còn nhỏ, bây giờ vẫn đúng. Ả thị Khánh Ly, mụ làm vấy bẩn đối với văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Y thị chỉ là loài rác rưởi của xã hội Hoa Kỳ. Hải Phòng thì không lòng vòng, Hà Nội thì không vội được đâu. Việc như vậy không biết bọn ba khoang nó có biết nhục không? Đã 47 năm trôi qua, bọn ba que và lũ phản động với âm mưu thủ đoạn thâm độc, chúng đã làm tất cả mọi việc bỉ ổi và đê hèn nhất với âm mưu phụt ứt, xong làm sao chống lại được lòng yêu nước của gần 100 triệu đồng bào. Con Khánh Ly này cũng là nhân vật chống cộng điên cuồng.
thiết nghĩ chúng ta phải có hàng rào đặc biệt cam kết với chúng nó trước khi bước chân trở về nếu có bất kỳ hành vi gì chống phá lại nhà nước gây hận thù sẽ vĩnh viễn không được phép trở về. Gia tài của mẹ 20 năm nội chiến từng ngày, cái sự cố ở Đà Lạt thực sự là âm mưu chống phá, gạt cầu dao tiện khách nếu như không muốn bị trục xuất. Và với rất nhiều các comment của khán giả theo bài viết ở trong fanpage của Thông tin chống phản động, xin gửi tới quý vị.